từ câu thơ đẹp như lời mẹ ru.
như rót mật vào tai vậy đó. Một tràng hoa tay lớn rần rần lên cho Cát Viên và Phương Nhi. Tụi con ơi, lần nào tụi con xuất hiện tụi con cũng xinh đẹp nhá. Sân khấu rất là nhẹ nhàng, đầm thắm và dịu dàng. Và tụi con, chú để ý là ba tập rồi, tập nào cũng có cái mấn trên đầu trơn á. Tập này là cái mấn khác nữa nè. Thế thì bây giờ cô Trang Trang, cô cũng có một cái mấn đó, là bằng búi tóc của mình. À, xin mời cô, cảm xúc ngay bây giờ như thế nào ạ? Cô thấy là dần dần tụi con đã tô đậm được cái hình ảnh của mình trong chương trình này, là một cặp đôi, hai bạn nữ rất hòa quyện với nhau về giọng hát cũng như là ngoại hình. Bè bối trong cái tiết mục này rất là đáng yêu, dễ thương, âm nhạc nhẹ nhàng. Cảm ơn hai con. Cảm ơn cô. Giống như là mình về quê mà mình mắc cái giọng lên, xong mình nằm chị buổi trưa nghe du dương rớt cái bịch xong hết bài. Thức giấc tỉnh dậy luôn á. Không biết là anh Hoàng Nhật Nam hiện nay đang có tâm tư gì không mà xin mời anh chia sẻ. Hai cô bé rất là lanh lợi. Ngày hôm qua tập thì các chú biên đạo đã hướng dẫn cho tụi con một số cái động tác múa nhẹ nhàng để mình lấp đầy những cái khoảng trống trên sân khấu. Bởi vì sân khấu chỉ có hai con mà thôi đó, cộng với một số những cái hiệu ứng về màn hình để tương tác cùng với cái điệu múa, như hai nàng tố nữ ở trong tranh rất là kỳ diệu và rất là thơ và lãng mạn, thì hai con đều làm rất là ra. Chú cũng đồng cái quan điểm với cô Đoan Trang, chú rất thích tụi con hát bè với nhau. Những cái phần bè nghe rất nhẹ nhàng và du dương, như là những cái chiếc lá nó đang bay lơ lửng hay gì đó đó. Cái bài này thì chú cứ thả hồn và đến lúc nó hết hồi nào cũng không hay nữa. Nó giống như một cái làn gió của một cái buổi trưa hè, hay là một cái cơn gió và một cái đêm trăng nào đó đó. Thì đó là những cái mà tụi con đã vẽ ra được cái tuổi thơ cũng như cái quê hương Việt Nam mình. Cảm ơn hai con. Dạ, cảm ơn chú ạ. Cô Tú My nè, dơ hệ mình nè. Tiết mục của hai đứa con tuy rằng là không có dàn dựng múa, nhưng mà hai con đã làm chủ sân khấu quá tốt. Cộng thêm một điều mà Tú My muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn cũng như là bộ phận làm về ánh sáng và graphic màn hình, quá đẹp các con ơi. Đơn giản thôi nhưng mà tôn tiết mục của tụi con lên rất là nhiều. Bạn Phương Nhi thì cũng là một thí sinh của đội Anh Quốc Đại trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Lúc đó là Tú My cũng ngồi với anh Quốc Đại làm huấn luyện viên mùa 3 phải không con? Thì hôm nay gặp lại thấy cao lớn, đẹp gái, hát rất là hay. Cát Viên, con cũng sở hữu giọng hát trong trẻo lắm, và con có một cái nhạc cảm quá tốt. Khi mà con hát cái câu nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê con bỏ nhỏ đó, ôi con làm cô nổi hết da gà. Ôi xuất sắc quá. Hai con nhìn giống như hai chị em sinh đôi vậy ha. Nhìn kiểu giống cô nghĩ giống các Tony, con Tony quá không? Dạ. Thì các con rất là hợp với dòng nhạc dân ca trữ tình, các con nên phát huy thật nhiều ha. Rồi, chúc mừng dạ, các con. Cảm ơn cô ạ. Một tràng hô tay thật lớn cho Cát Viên và Phương Nhi. Một ngày dưới ánh mặt trời, bóng dáng nụ cười lấp lánh đường đời, cho em mộng huyền thoát sức buồn phiền. Nghe tim còn yêu vượt sâu núi. Trong xanh có con diều qua thân đất trời, diều mênh mang lông lanh trên cao, bọn con nít nó ra nó giò. Trời xanh kia mong manh, bạn cần đích nó là ám xà. Nó là ám xà. Diều khơi trong bay cao vẫn thiết tha hát ca với trời. Good.
theo đây như chiều gió cứ hay nhanh vơi vơi thôi những năm tháng qua rồi dĩ vẫn sao anh như diều bay bay xa xa nước mắt vẫn cứ tuôn trào nối tiếp năm tháng say màu trong chơi ngày tháng bên đời vô tư từ như cây diều bay bay xa xa put your hands up tặng cho chú Nam một con nữa, chạy xuống đưa cho chú đó. Thôi, ủa chú... này tặng chú hả? Trời dạ. Ơi chú giận rồi. Trời em nhớ tuổi thơ em ghê luôn á. Hồi xưa nhỏ là lấy không phải là dán bằng keo đâu chị, lấy cơm dán. Đúng rồi. Cơm. Trời đất ơi dễ thương quá, dễ thương quý vị. Vỗ tay lên nói dạ, nữa. Dạ cảm ơn ạ. Thì với cái tác phẩm bùng nổ như thế này, cô Đoan Trang, xin mời cô chia sẻ cảm xúc về tiết mục này của các con ạ. Cô không ngờ là hai bạn nhỏ xíu như vậy mà các con chủ động hết tất cả mọi thứ trên sân khấu. Các con làm chủ sân khấu một cách rất là tự tin và tự nhiên. Cho nên cái đó là cái tố chất ở bên trong của tụi con. Nội lực của tụi con rất là tốt. Trang phục tụi con cũng phối hợp cũng khá là hài hòa nè. Mỗi ngày cô càng tin vào cặp đôi của Ngọc Dầu và Văn Minh rất là nhiều. Luôn cố gắng nha các con. Chúc mừng các con. Dạ yeah, yeah. Cảm ơn cô. Tuần trước là coi như là được giải ấn tượng rồi đúng không? Cho nên là rất là vui, cho nên là có động lực để tuần này là biểu diễn mở màn rất là sôi nổi như thế. Cô Tố My, sở trường của mình là nhạc nhẹ, nhạc trữ tình. Thế không biết là với cái tác phẩm nhạc rock như thế này thì cô Tố My có khoái không? Khoái quá à, nãy giờ ngồi mà thiệt muốn lên nhảy với các con luôn á. Vướng cái đầm nhẹ nổi. Dễ thương quá. Phải nói rằng là hai bài này mix lại với nhau rất là hợp, quá hài hòa. Cô xin cảm ơn thầy Luân, thầy Biển rất là nhiều đã chọn hai bài này mix lại cho con, quá hợp lý. Và tụi con tuy nhỏ thôi mà xử lý phải nói rằng là như người lớn luôn. Cô khen bạn Ngọc Dầu hơn chút xíu. Vì là cô cảm thấy trong người, trong con á, nó có một cái nhịp rất là tốt. Con có cái nhạc cảm của con diễn xuất cũng như là con feel theo á, nó đã lắm. Bạn còn lại không phải là không phải là dở hơn đúng, đúng không? Đúng rồi. À, nhưng mà tại vì là mình ít giống như là mình ít năng động hơn bạn bên cạnh chút xíu thôi. Nhưng mà buổi sau á tụi con hát rock thì con quậy cho bằng bạn bạn nữ chút nha, thì nó sẽ cảm giác cái bài hát nó sẽ đã máu hơn nữa, máu hơn nữa yeah. Nha. Nhưng mà chung quy lại là một tiết mục rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Đồng thanh. Nhưng mà thật sự ra tụi con bù trừ cho nó cũng được, để làm sao cho cái thứ tốt nhất có thể đúng không? Nhưng mà đúng là về vũ đạo thì phải cần là phải hợp với nhau, hòa quyện với nhau nhiều hơn. Cho nên là tập thêm cho bạn nha, nếu như là mình chủ động được. Xin mời chú Hoa Nhật Nam ạ. Hai con hát bài này làm chú nhớ đến một kỷ niệm tổn thương cực kỳ trong tuổi thơ của chú. Chết rồi. Cái cuốn vở tập cũ, chú ngồi hì hụi với ông anh hàng xóm á, là cũng lấy cơm rồi trét tạo ra một cái con diều để mà giật bằng dây cước á, leo lên trên nóc nhà. Và con diều nó có rất nhiều những cái đuôi giống y như một nàng tiên luôn, thả lên bay một hồi ra xa rất khói. Sau đó chú bị người ta câu con diều đó, có nghĩa rằng là những cái đứa trẻ ở nhà hàng xóm bên cạnh á, người ta ném lên, cũng leo lên nóc nhà và ném
và sau đó câu con diều đó, lấy mất con diều. Sau đó chú với những đứa trẻ hàng xóm chạy đi tìm mà cuối cùng mất luôn. Và đó là một kỷ niệm, cũng là một cái tuổi thơ rất là dữ dội. Và tối hôm đó về cũng ăn cơm không nổi nữa. Vậy là bài hát quá hợp luôn anh Nam ơi. Diều ơi diều bay cao bay đến phương nào. Đúng rồi. Dạ đúng. Nhưng mà hai con hát bài này rất là dễ thương, nhảy nhót tưng bừng. Và vừa hát vừa nhảy cũng rất là khó. Nhưng mà hai con á, Ngọc Dào và Văn Minh là rất thích. Hai bé này rất thích những cái bài mà tưng bừng như thế này. Còn hát mà nhẹ nhàng hay là dịu dàng là Ngọc Dào không thích lắm. Văn Minh cũng không muốn lắm đâu. Cưng quá. Rồi thì không gì hết, cái bài này chú rất là thích. Và chúc mừng hai con thêm một phần trình diễn rất là thành công. Xin được cảm ơn ba giám khảo. Cảm ơn chú. Cảm ơn tụi con đã trao cho các cô chú ngày hôm nay những cái cánh diều tuổi thơ rất là đơn sơ thôi, làm bằng tay mà rất là đẹp. Nhưng bây giờ tụi chú sẽ trao lại cho tụi con. Hãy giữ những cái ký ức tuổi thơ này thật là đẹp nhá, và lan tỏa đến với những người bạn ở trong trường, trong lớp của mình nữa nha, để cùng chơi với nhau. Đồng ý không? Dạ. Rồi, và một lần nữa xin được chúc mừng cho cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dâu. Chú Nam không trả đâu vì đền lại cũng nhiều, hồi trước chú bị mất rồi. Dạ. Lui vô cháu nào, dễ thương quá. Quý vị thân mến, đã được về quê rồi thì Minh Xù nghĩ rằng là cái hình ảnh đầu tiên mà chúng ta thấy đó chính là những đồng lúa bao la bát ngát, cò bay thẳng cánh, những chú trâu nữa rất là đáng yêu. Thế thì bây giờ sẵn nhân tiện ở đây thì Minh Xù xin được bật mí cho mọi người, tiết mục tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của Tấn Bảo và Thái Hà, hai chàng trai rất là ngọt ngào trong giọng ca của mình về nhạc trữ tình và bolero, và đó chính là liên khúc Lúa Mùa Duyên Thắm và Lối Về Sớm Nhỏ. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau lắng nghe, xin mời. Trong mái lá bờ dâu xanh
dâng mẹ hiền, lòng xa thêm hơi ấm khi chiều lên. Những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu non, nắng xuống làm hôn, làm cho đôi má em thêm hồng. Lúa đã lên bầu, mắt già tươi sáng thưa chờ mong. Thôn niềm vui dâng đó đây, đường về thôn niềm vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó đây. Và đó là Tấn Bảo và Thái Hà, xin được cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt rất nhiều ạ. Wow, trời là dễ thương, câu nhận nè. Nói chung là mình là triệu view về những cái bài hát nhạc trữ tình ha, nhạc nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng ngày hôm nay được tươi mới hơn, được sôi động hơn, thì tụi con thấy làm sao? Dạ tụi con thấy là khác biệt ạ. Khác biệt. Dạ. Còn con trai, hôm nay là cái này là cái ý tưởng đâu vậy trời? Thường là người ta là thắt là một là quấn luôn quanh vòng cái đầu này, hoặc là để vô cái cổ, bây giờ thắt luôn nguyên cái nơi. Stylist ấn tượng. Thích không? Con thích cái nào? Dạ à, con cũng chưa thích lắm ạ. Tại sao chưa thích lắm? Vì sao? Nói cho chú nghe. Tại sao? Con cũng chưa biết. Trời. Hay là muốn nó bự hơn hay muốn nó nhỏ hơn? Dạ à, con cũng không muốn bự hay là nhỏ. Hay là muốn mất luôn? Dạ mất luôn. Thôi vậy đi. Nói chung thì trẻ con là như vậy, rất là ngây ngô hồn nhiên. Thật sự là ngày hôm nay tụi con có một cái tiết mục rất là đáng yêu. Xin được mời Tố My ạ. Cảm xúc của bạn như thế nào? Chắc này phải đứng lên mới diễn tả hết cảm xúc quá. Trời vậy hả? Hai con hát câu dân ca sao mượt mà làm cô sao xuyến. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa làm cô muốn rụng rụng rời tim rồi hai con nhé. Rồi mình cho luôn điểm thôi. Vâng, 10 điểm rồi. Trời đất ơi, 10 điểm rồi đúng không ạ? Riêng em thôi. Ra là hai con hát hai cái bài mà cô thích quá à. Hai cái bài này phải nói rằng là từ nhỏ là cô đã nghe, cô đã hát thuộc lầu rồi, rất là yêu hai ca khúc này. Cộng thêm hai con á, có một cái nét đáng yêu lắm. Và hai con khi mà kết hợp lại đó, nó hòa quyện, nghe nó đã lắm. Còn bạn nhỏ đó lại có một cái chất giọng kim dễ thương lắm, hợp với dân ca lắm. Chúc mừng tiết mục hai con nha. Và hai con ráng mau ăn chống lớn, nhớ theo cô nha. Dặn con đó. Cố lên, thôi nhỏ nhỏ như con là để cô Đoan Trang cũng bé bé xinh xinh này nhận xét nè. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Con đừng có lo, như cô nè 40 năm rồi nó cũng vậy hả con, nó không lớn lên được miếng nào. Nhưng không sao, con mình nhỏ, mình có giỏ. Vẫn là những cái giọng ca rất là ngọt ngào và hát rất là chính xác. Cô vẫn rất là thích hai đứa, cảm ơn hai đứa con. Thích hai cái nơ nữa đó con. Con đừng nói không thích nha, cô thấy hai nơ cưng lắm luôn. Thì cũng muốn chạy lại ôm hai con lắm á. Thì lên quá à. Thì lên ôm đi, nấu gì nữa. Trời ơi, cưng quá. Cưng có đem về nuôi không? Cho cô nha, hồi nào không xài cho cô nha. Trời ơi, đâu ra vậy? Cái này vẫn lên hộp không không ta? Không hợp. Không sao hợp, hợp được không rồi. Thôi đi gì à? Nói gì nữa? Vì hai con nó là đang giống như là miền quê mộc mạc. Cô giống như là ở trong cung đấu ra vậy đó. Thăm cung nội chiến. Đúng rồi. Dạ, xin mời chú Hoàng Nhật Nam nhận xét ạ. Chú rất là thích với cái màu sắc này. Hai con đã bắt đầu tập vũ đạo rồi, nhảy nhót tưng bừng. Cùng với các cô chú vũ đoàn rất là vui. Tuy nhiên đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi đối với mình.
đó là mình phải vừa phải lo nhảy này cho đúng bài rồi đúng nhịp, rồi phải vào cái câu nào cho đúng nữa. Chú thì nghĩ rằng là đối với lứa tuổi tụi con thì quá nhỏ thì đó cũng không phải là điều lớn lắm, nhưng mà càng về sau, những cái tiết mục về sau thì những cái lỗi mình hạn chế thì nó càng nhiều thì càng tốt hơn nha hai con. Rồi chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Đó, tụi con thấy không, nghe lời nhận xét như vậy thì cũng đã giúp cho tụi con tốt hơn thôi, cố gắng lên nha. Thế túm gọn là có thích cái nơ không? Dạ không ạ. Rồi kiên quyết. Dạ, thế mới khẳng định một điều rằng là đi xa hỏi già về nhà hỏi trẻ, không thích là không thích. Không con nói mang nhiều. Cái nơ đó đó cô mới cho con 10 điểm đó nha. Con nói con không thích cái nơ là cô trừ điểm bớt đó nha. Chết. Không, tại vì người ta chưa có hiểu cái nơ đó là cái gì. Người ta chưa có không có thích. Cái đó là giống như những cái nông dân đó đi gặt lúa đồ ngoài ruộng, ngoài vùng quê đó con. Miền Nam cũng có mà miền Bắc cũng có. Rồi mặc áo bà ba, quần đen, rồi đứng dưới đầm lầy. Trên trời thì trời nắng. Cho nên hay có cái khăn rằn quấn như vậy nè, cột gút một cái đại vậy thôi, rồi sau đó là mồ hôi mồ kê rồi chùi lên luôn đó, nó là như vậy. Cho nên cái đó là cả một cái lao động của những cái chú nông dân người đó, nông mà dân. mình nhìn người ta làm cho mình hạt lúa gạo cho mình ăn mỗi ngày á con, thì cô hy vọng là khi mà con hiểu cái điều đó thì con sẽ quý trọng nó lắm, để cho thấm mồ hôi rồi vừa che nắng nữa con. Đúng rồi. Và lúc buồn buồn xong cái buổi đó rồi thì bắt đầu tháo ra, bắt đầu tròn lên quạt lên cổ, quạt mồ hôi, một quạt gì đó. Nhưng mà cái kiểu này á, mọi người biết không, em nghĩ rằng là cái anh mà hóa trang á, anh mới hoạt hình chụp Mickey. Cho nên là anh muốn hóa trang mấy bé mà dễ thương lắm, cưng lắm, cô cũng mê chụp Mickey. Vâng, một tràng hỗ tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một liên khúc nữa sẽ rất là tưng bừng đây. Hãy theo chân Kim Chi Bin cùng với Cẩm Tú đi khám phá nào các bạn ơi, xin mời. Sống vui hơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi. Dù ngoài chỉ bài và trách ta thứ dài, thì ta cũng chẳng ngại tuổi thanh xuân trôi mau. Chẳng yêu được gì đâu, hãy yêu một người và sống vui một đời. Cứ làm điều mình thấy vui. Bên sông giữa phố xa đông vui, tiếng xe xe tiếng nói lôi tôi bên sông với lớp tập TV, người đi qua nhau sẽ mỗi câu. Hôm nay tôi mình đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi mình đến những ngóc ngách thôn quê, giờ đây tôi cứ hết bao nỗi buồn sai ba lô lên và đi, không nghĩ suy ô lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe khi đêm bao nỗi buồn và không gian trong những từ từ mỗi người. Đón lấy thế giới tôi đã nhìn từ một căn xa xa, và bốn anh đang dắt trâu ra đồng. Vì trong thân mình lạnh lạnh, còn cả người và người dân cười vui. Người của em nhìn chung du trên núi cao, đôi má hay hồng đào. Thì trong chân rừng hoa vu mang nét riêng, không nơi đâu xanh bằng. Ôi
mình thấy vui. Wow, và đó chính là Kim Shibin và Cẩm Tú. Một tràng pháo tay thật lớn nào. Thank you của đoàn ơi, rất là nhiều. Trời ơi, hôm nay sắc màu rực rỡ quá đi. Rồi thích nhất là đi ở cái vùng đất nào nếu như con được đi du lịch? Kim Shibin. Dạ, nếu mà con đi du lịch thì con sẽ đi du lịch ở Hàn Quốc ạ. Trời, nó cười về quê đúng không con? Rồi con gái. Dạ, con sẽ đi Mỹ. Đi Mỹ luôn. Là đi về bển là đi du học luôn hay là đi chơi thôi về? Dạ, đi chơi rồi về. Rồi, cũng được nha. Hôm nay là đi quá trời nơi rồi, quá là sôi động rồi. Bây giờ là phải trụ lại đây để lắng nghe chú Hoàng Nhật Nam chia sẻ làm sao. Chứ chú vui quá trời vui kìa. Mời chú ạ. À. Chú thấy Bin nhảy rất là mắc cười, rất là dễ thương. Dễ cưng lắm. Cái đoạn hai đứa cầm tay nhau để mà nhảy đó, khiêu vũ, rất đáng yêu. Còn về phần hát thì chắc là chú sẽ nhường cho cô Trang với cô My sẽ góp ý. Nhưng mà một tiết mục rất vui, chú cũng có nhún nhảy theo. Chúc mừng hai cảm con. Cảm ơn chú. Dạ, cũng cảm ơn chú. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Cô rất là khen hai con là hai con có một điểm nổi trội hơn các bạn trong chương trình. Đó là hai con có vũ đạo cũng tốt, nhất là Tú. Con rất là nổi bật khi mà con nhảy. Còn trong giọng hát của hai con tuần này, phần hát của mình á, là đều hơn. Tuy nhiên cô vẫn tiếc á, là tụi con đồng âm nhiều quá. Với Bin á, thì cô vẫn thấy là con cũng cố gắng rất là nhiều á Bin, nhưng mà vẫn chưa có thoát ra hết. Cái tật của con á, con hay nhìn xuống đất lắm. Cái đó là người ta sẽ đánh giá mình là mình không có dám nhìn thẳng lên trên, là mình thiếu tự tin, đúng không? Cho nên mình phải sáng lên bằng cái ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào bạn diễn, nhìn thẳng vào khán giả, nhìn vào ống kính máy quay nha con. Chúc hai đứa con là mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn nhiều nữa nha. Cảm ơn hai con. Cảm ơn cô. Dạ, tiếp tục luôn ạ. Xin mời Tommy. Cô xin nhận xét về bạn Cẩm Tú trước ha. Con thì có một cái chất giọng rất là sáng nè, chắc, khỏe. Và có một điều làm cô thích đó nữa là con hát rõ chữ nè. Phong cách biểu diễn rất là sành điệu và rất là chuyên nghiệp. Còn bạn Kim Shibin đáng yêu quá, nhìn ngây ngô, dễ thương. Con cũng có những cái điểm mạnh riêng của con, đó là cái nét ngây thơ dễ thương lắm. Nhưng mà nhìn chung lại thì tiết mục của hai con là một tiết mục giải trí rất là nhiều, cô rất là thích. Dạ, con cảm ơn cô. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và ngày hôm nay tụi con khá là nổi bật trong những cái bộ trang phục này. Và chú tin là quý vị khán giả cũng sẽ rất là yêu thương tụi con với cái cá tính riêng của mình. Cố lên trong những tập tiếp theo nhé. Một tràng pháo tay thật lớn cho Kim Shibin và Cẩm Tú. Quý vị thân mến, có thể nói tất cả chúng ta là những người còn rất là trẻ, thì muốn đi thật là nhiều, khám phá nhiều nơi đúng không ạ? Nhưng đi thật xa rồi cũng sẽ trở về với quê nhà của mình thôi. Quê hương Việt Nam của chúng ta còn rất là nhiều điều tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là âm nhạc Quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác của Từ Huy với sự trình bày của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Xin mời. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy
chuyện cổ mẹ kể năm nào. Bộ trang phục rất là dễ thương luôn. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của cô Tố My như thế nào hả cô? Cô xúc động quá. Cảm ơn hai con đã thể hiện một ca khúc mà làm cô rất là nhớ quê hương Đà Nẵng, Quảng Nam, cũng như là quê hương của chú Nam đây. Và cũng chính là quê hương của tác giả của ca khúc, dạ. Quê hương của anh Từ Huy. Và cũng là một người chị đáng quý, đã thể hiện một ca khúc này rất là thành công, chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Dạ, quê con nữa phải không Quỳnh Anh? Cô và Quỳnh Anh đã có duyên kết hợp song ca một lần rồi, con có nhớ không? Bài ở gì? Đà Nẵng. Dạ, bài Duyên Phận. Thì lúc đó thì cô rất là ấn tượng về giọng hát của con. Con có một chất giọng ngọt ngào, có một cái chất dân ca trong người. Nhưng mà cái điểm mà con lạ hơn người khác đó là giọng con chất giọng dân ca nhưng mà rất là dày, chắc, Đức Vĩnh hát cũng rất là tốt, giọng trong trẻo, dễ thương, rất là tốt, hòa quyện, bè cho tới phong cách biểu diễn, cho tới giọng hát, quá tuyệt vời. Con cảm ơn cô. Chú Nam có ý định như này hay là hai cô cháu cũng dân Quảng Nam đề nẻn mình xong ca lại vài câu duyên phận cho mọi người cùng nghe được không nè? Trời ơi, đòi hỏi là có ngay lập tức. Anh có ý kiến là bật cái phong nền của Hội An lên. Hội An hồi nãy lại. Mời hai cô cháu. Em có một cái ý kiến như vậy được không nè? Bây giờ phía sau á là Bách Rau, Hội An, Quảng Nam nè. Rồi hai cô cháu mình là dân gốc Quảng nữa. Thì bây giờ mình xong ca thì mình hát tiếng Quảng được không con? Cho nó lạ đi. Đúng không ạ? Nghe theo chất giọng Quảng luôn. Đậm đà, mặn mà. Hay, đúng không con? Phận loa con gơ, chưa một lần yêu ơ. Nhìn về tương la mà thấy sâu sông rộng đường dơ. Hát đi con. Cành nhòa nèo đơn, bay em chưa lớn chiếu đôi ve gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tìm người sẽ duyên. Lòng cao mong em đậu bên cho yên một bông thuyền. Lửa đôi tình duyên, con chưa lưu luyến. Sợ người ta đến em khóc sâu bao lời. Ngọt ngào quá. Nhưng
mà không phải tiếng Quảng, mình không phải là sợ người ta đến nha. Sợ người toa đến, dạ chứ không phải là ta đến. Hả? Dạ mọi người thấy tiếng Quảng của em có được không ạ? Dễ thương quá chứ còn nói gì nữa. Dễ thương anh quá Nam mình. Anh Nam nói một câu tiếng Quảng nghe anh Nam. Mày nói chi mà lọ đó mày. Đó, thấy chưa? Dễ thương, vỗ tay lên ạ. Quá là tuyệt vời ngày hôm nay luôn. Phải nói là nhiều vùng miền Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái giá trị văn hóa nghệ thuật hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Hát ngọt ngào rất là hay và đẹp, lúc nào cũng đẹp. Một tràng tay cho nhan sắc của Tố My coi. Xinh xắn. Tức là nhan sắc mà từ cái gương mặt cho đến giọng, giọng hát luôn. Rất là đẹp. Có người hốt rồi, chúng thơm cũng hốt chứ. Có không? Vẫn ế mà, đâu ai hốt đâu. Dạ, còn đạo diễn Hòa Nhật Nam, chúng ta vẫn chưa chia sẻ cái cảm xúc của mình về tác phẩm này. Dạ, xin mời anh. Bây giờ nói gì bây giờ, cô Tố My của Len có làm quá trời quá đất. Cô chiếm sống người ta. Chiếm sống quá trời đất. Nhưng mà bài hát vừa rồi là một cái bài hát mà nó không cần phải phô diễn nhiều, không phải là giọng mình phải lên cao vút hay là phải có nhiều cái cao trào. Đó là một bài hát tình cảm. Chú Nam vẫn để ý trong cái cách hát của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh cũng có những cái điều đặc biệt. Đức Vĩnh có chơi một số cái chữ, cái cách con đãi cái chữ và xử lý cái chữ nghe nó rất là mượt mà và rất là thú vị. Thì điều đó rất là đáng khen. Còn về phần Quỳnh Anh thì vẫn là một cô gái rất là nhẹ nhàng, rồi vẫn thả hồn theo bài hát. Và phần bè vừa rồi thì vẫn rất là thích. Đúng là những bài hát nó cần cái chiều sâu như thế này thì như vậy là đủ rồi, đâu cần nhiều hơn. Chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn đại diện Hoa Nhật Nam ạ. Còn chị Đoan Trang thì sao ạ? Bài này hai đứa con hát rất là hay. Quỳnh Anh, cô đã thấy con dần dần khắc phục được trong cái lối diễn xuất của mình, trong câu từ của mình. Các con không cần phải quá cố gắng để mà diễn xuất trên ra này kia, mà là từ chính trong câu hát của các con, thể hiện bằng chính cái tình yêu của các con vào trong cái bài hát của mình. Thì lúc đó các con sẽ chạm được cái cảm xúc của bài hát, và khán giả cũng sẽ chạm được cái cảm xúc của tụi con truyền tải cho khán giả nha. Cố lên, chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang, xin được cảm ơn ban giám khảo, và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong tiết mục của mình nha, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với núi rừng Tây Nguyên. Wow, ha, một liên khúc rất là máu lửa ngay bây giờ trên sân khấu với phần trình bày của hai giọng ca khủng long con quay trở lại rồi, Nhật Minh và Ngọc Nhi, xin mời. Cheers!
Dưới mà chú mệt với tụi con luôn á, hát cái gì mà máu quá. Ai mà chọn cái bộ trang phục gì mà phù hợp dữ. Mới thấy là cái sự máu lửa cuồng nhiệt của các bạn nhỏ nằm đây. Dạ xin mời cô Tú My, dạ người quen. Đây, người quen, mời cô Tú My. Cô xúc động quá. Thật sự khi mà mình bước ra hát á, thấy lại hình ảnh học trò của mình ngày xưa, những cái ký ức mà, những cái kỷ niệm ngày xưa cô cho mình gắn liền từ cái buổi đầu tiên cho tới cái đêm chung kết cuối cùng. Con đã đi cùng với cô một cái chặng đường rất là dài. Thì cô cho mình rất là nhiều kỷ niệm đẹp, phải không con? Dạ. Hôm nay cô xúc động. Những giọt nước mắt của cô là những giọt nước mắt tự hào. Phải nói rằng hôm nay con lột xác hoàn toàn luôn. Cuộc thi thử tài siêu nhí, cô đã rất là đúng đắn khi mà giữ con đến cuối cùng. Và hôm nay một lần nữa con làm cô hãnh diện, và phải nói rằng là nó vui sướng lắm. Nhưng mà con hát nó quá tròn trịa, xúc động. Cảm ơn cô Tú My. Cái cặp này là một cái cặp là ngang chạng đó. Bạn nữ cũng rất là giỏi, giọng ca đầy nội lực, phong cách cũng rất là chuyên nghiệp. Hai con kết hợp nó có một cái sự ăn rơ với nhau, không có chênh lệch như nhiều cặp khác. Cô ngồi dưới đây cảm giác như mình một khán giả, mình đang xem những nghệ sĩ thực thụ đang biểu diễn. Coi đã quá, thật sự là một tiết mục quá sức tuyệt vời. Cô chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn cô Tú My rất là nhiều. Chị Đáng Trang, mời chị. Tụi con có biết là Trần Tiến với Nguyễn Cường, đó là hai trong những tác giả mà thuộc thế hệ cha chú mà cô vô cùng là ngưỡng mộ và kính trọng. Và cô rất may mắn có rất là nhiều dịp tiếp xúc với các chú. Cho nên khi mà các con đi ra mà hát Ngọn Lửa Cao Nguyên là thật sự là cô ở đây là coi như máu của cô nó cũng nổi lên. Cô cũng đã từng hát bài này rồi. Thì cô rất là trân trọng cái điều mà các con mang lại, cái ngọn lửa ở trong lòng các con, ngọn lửa có thật ở trong chính cái trái tim son trẻ của các con mang lại để thể hiện hai ca khúc của Trần Tiến và Nguyễn Cường rất là tốt như vậy. Nhưng mà cô rất là mong là cũng giá như cũng có một chút bè quảng ba vô chút xíu thôi cũng được. Cái chỗ mà vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, chỉ cần có một cái quảng ba bè vô, đẩy vô. Tại vì tụi con rất là dễ bè, hai giọng nam nữ thì có thể bỏ quảng vô để cho nó đã tai hơn. Và cái mấy cái chỗ mà chơi lên đi tì ta đa ta, chỉ cần có bè vô là nó đã hơn nhiều nữa, không bỏ bè vô uổng quá. Chị Trang thử nè, cháy lên đi nè, 2, 3. Em bè hay chị bè? Em bè. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên.
rồi. Nó sẽ có cái điểm nhấn ở trong bài hát luôn chị. Một tràng pháo tay dành cho hai con. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô. Tụi con thân mến, tụi con đã rất là xuất sắc rồi, nhưng đây là những cái chi tiết nhỏ để giúp cho tụi con tốt nhiều hơn nữa trong tương lai thôi nhá. Giờ lắng nghe chú Hoàng Nhật Nam chia sẻ nè, xin mời chú. Lúc nãy cô Trang vừa nói dứt câu á, hãy cho một tràng vỗ tay cho, là chú thấy chú Minh Xù chuẩn bị cười rồi. Cho hai con xong chú Minh Xù hơi bị xì. Bây giờ chú Hoàng Nhật Nam làm lại. Xin cho một tràng vỗ tay cho nhóm bè Minh Xù. Yeah, Nam Trang. Rồi, hai con đã hóa thân vào hai em bé Tây Nguyên rất là dễ thương. Với cái vóc dáng tròn và giọng hát khủng long, hai khủng long con. Chú đã đặt nickname rồi, không có sai đâu. Đó thì hai con đã đốt cháy sân khấu. Hai con đã là hai ngọn lửa ở trên sân khấu rồi. Và các cô chú dancer nhảy xung quanh rất là máu lửa để mà cùng trợ lực với các con. Đó, nhưng mà các con vừa nhảy lại vừa hát nữa để mà làm sao vẫn đảm bảo cái phần... nó không có bị trông trên hay là gì về phần hát thì nó rất là khó. Chú thấy là tiết mục này nó giống như tăng tiến, tập này là tập thứ 3, tuần thứ 3 rồi đó, và các con đã có một cái bước tiến mới. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Có thể nói là bữa đại tiệc âm nhạc ngày hôm nay rất là nhiều màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và ngày hôm nay một tràng hô tay thật lớn cho tiết mục trình bày của Nhật Minh và Ngọc Nhi. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã khép lại hành trình rất là nhiều những ca khúc mang lại tuổi thơ của mình trong chuyến hành trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Thế nhưng rằng là điểm số ngày hôm nay vẫn sẽ được công bố sau ít phút nữa. Còn một cái món quà đặc biệt mà ban giám khảo sẽ lựa chọn ra tiết mục ấn tượng nhất trong đêm. Đây là tiết mục nào? Hãy cùng với chúng tôi theo dõi sau ít phút nhé. Quý vị thân mến, Minh Xù cùng với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca, cặp đôi vàng nhí đã quay trở lại rồi. Và chắc chắn ở giây phút cuối cùng của tập tuần này, chúng ta sẽ đến với phần công bố số điểm dành cho 6 cặp đôi rất là xuất sắc trong đêm nay. Và bây giờ, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón 6 cặp đôi nhí rất đáng yêu. Xin mời! Xin được mời Ngọc Dầu Văn Minh, Cát Viên Phương Nhi, Tấn Bảo Thái Hà, Đức Vĩnh Quỳnh Anh, Kim Chi Bin, Cẩm Tú và Nhật Minh Ngọc Nhi. Quý vị thân mến, tối đêm nay rất là nhiều những nơi mà chúng ta ghé qua, đúng không ạ? Quý vị thấy là thời trang của các bạn nhỏ cũng đã nói lên điều này, rất là đầu tư, rất là chỉnh chu, hát rất là hay. Ai nghĩ mình là cặp đôi đã là bạn thân và ăn ý với nhau, giơ tay. Một, hai, ba, 4, 5, có cặp này cũng bối rối nữa. Cái cặp này tuần trước sao rụt rè dữ con. Mình là mình mạnh mẽ lên, đúng rồi, giơ lên. Đêm nay sẽ là điểm số đánh giá với những tiết mục mà tụi con trình diễn. Điểm cao nhất với tổng số điểm là 29,75 điểm. Gần như là tuyệt đối rất xuất sắc. Một ca khúc đến từ một cặp đôi là nam và nữ. Một cặp đôi có sự hóa thân ngày hôm nay. Trời, còn nói gì nữa. Đó chính là Nhật Minh và Ngọc Nhi. Chúc mừng tụi con. Tiếp tục, hai điểm cao thứ nhì là 28,75 điểm đã thuộc về hai cặp đôi như sau. Đầu tiên là một cặp đôi mà Minh Xù rất là thích với sự ngọt ngào, duyên dáng, Cát Viên và Phương Nhi. Đồng hành với tụi con 28,75 điểm đó chính là tiết mục của bạn kế tôi, Ngọc Dầu và Văn Minh. Hai điểm cao thứ ba, 28,5 điểm, xin được chúc mừng cho hai chàng trai rụt rè, Tấn Bảo và Thái Hà. Đồng điểm 28,5 về thứ ba đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Và chắc chắn rồi ạ, Kim Chi Bin và Cẩm Tú sẽ về thứ tư với 28,25 điểm. Chúc mừng tụi con ngày hôm nay. Và bây giờ, thôi tạm thời mình quên điểm số đi ha, biết đâu được
Mình chưa được cao điểm lắm nhưng mình lại có tiết mục ấn tượng trong đêm thi tối ngày hôm nay thì sao? Hãy cùng nhau chờ đợi sự đánh giá và lựa chọn đến từ ban giám khảo. Càng vào những vòng trong thì càng khó khăn cho các cô chú ngồi ở đây. Làm sao để công bằng nhất cho các con, làm sao để cho tất cả khán giả đều tâm phục khẩu phục. Và cô xin được đại diện cho đạo diễn Hoàng Nhật Nam và cô Tố My ở đây để công bố cho các con, để tất cả chúng ta cùng chúc mừng cho bạn của mình, cặp đôi được ấn tượng nhất trong hôm nay mà ai cũng được coi như là truyền một cái ngọn lửa rất là lớn, đó là Nhật Minh và Ngọc Nhi. Yeah! Chúc mừng hai khủng long con dễ thương Nhật Minh và Ngọc Nhi. Xin được mời ban giám khảo lên sân khấu để trao thưởng cho tụi con tiết mục ấn tượng với giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Một lần nữa chúng ta đã tìm được tiết mục ấn tượng đêm nay của Nhật Minh và Ngọc Nhi. Xin được chúc mừng tụi con. Wow, vỗ tay thật lớn cho ban giám khảo tuần này được không ạ? Xin mời các anh chị ạ. Hãy cùng nhau chào đón sự xuất hiện của giám khảo đầu tiên, nghệ sĩ Đoan Trang. Rất là ngọt ngào và rực rỡ ngày hôm nay. Giám khảo thứ hai xin được giới thiệu nghệ sĩ Long Nhật. Quá tuyệt vời. Và nghệ sĩ giám khảo cuối cùng xin được giới thiệu nghệ sĩ Ốc Thanh Vân. Và hãy dành một tràng hót tay cho sự xuất hiện của ban giám khảo của tuần này. Xin mời các chị trở về vị trí ghế nóng của mình ạ. Quý vị thân mến, tuần này của chúng ta chào đón trên hàng ghế ban giám khảo là những nhân vật rất là đáng yêu, dễ thương và có thâm niên trong nghề rất là lâu rồi, và chắc chắn sẽ có những gợi ý cho các con ngày hôm nay với những tiết mục trình diễn. Và không biết là hội giám khảo đầu tiên là giám khảo Long Nhật, không biết cảm xúc của anh khi đến với chương trình của chúng ta như thế nào ạ? Lời đầu tiên thì Long Nhật xin phép gửi đến tất cả quý khán thính giả bốn phương đang xem chương trình Cặp đôi vàng nhỉ. Sự thật thì cũng giống như hai cô em gái của Long Nhật đây là Đoan Trang và Ốc Thanh Vân, thì chúng tôi là những người trưởng thành để có gia đình và có con nhỏ. Và khi nhận lời để ngồi chấm cho các bé thì Lâm Nhật cảm thấy rất là hào hứng. Cái thứ nhất là Lâm Nhật cảm ơn chương trình để chúng tôi có cái dịp mà trở lại cái tuổi thơ đẹp như cổ tích của mình. Cái thứ hai là chủ Lâm Nhật nhận về các con là các con đừng có nghĩ tới cái vấn đề thi cử gì cả. Yeah. Và hãy xem như là đây là một cái cuộc rong chơi. Thì ngày hôm nay cái hát, cái thỏa thích có bao nhiêu cái cảm xúc, có bao nhiêu sức lực, có bao nhiêu cái thăng hoa trong lòng thì mình cứ chạy hết mình thôi. Rất là đáng yêu, vỗ tay cảm ơn Long Nhật rất là nhiều. Nhưng mà thôi, sẵn tiện ở đây em khai thác thêm đi, tại vì chương trình này sẽ có rất là nhiều thể loại âm nhạc hoàn toàn khác nhau để cho các bé có thể trải nghiệm. Vậy thì đối với dòng nhạc dân ca trữ tình, những cái âm nhạc mà mang hơi thở của quê hương đất nước ngọt ngào một tí xíu, thì anh có một lời khuyên gì cho các con hay không ạ? Dòng nhạc trữ tình quê hương Việt Nam á, thì nó rất là giàu hình ảnh, ca từ rất là giàu hình ảnh và giai điệu rất đẹp. Các con phải biết cái sự tưởng tượng. Ví dụ mình hát về quê hương, về quê nội, quê ngoài, về những cái làng quê hay là cha mẹ hay những mái trường thầy cô giáo, thì các con phải tưởng tượng. Ví dụ như hồi xưa chủ Lâm Nhật hát về quê ngoài đó. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Thì mình tưởng tượng ra trước mặt mình là có một cái dòng sông cầu tre bên nước con đò. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là xúc động. Mình tin cái điều đó là thật và mình yêu cái điều đó là thật. Thì tự nhiên khán giả sẽ thương và sẽ tin mình. Cảm ơn anh Long Nhật rất là nhiều. Một lời khuyên cho các con, chắc chắn bên trong các bạn nhỏ đang rất là lắng nghe. Xin mời chị Ốc Thanh Vân chia sẻ tí xíu cảm giác ngày hôm nay mặc tạo dài rất là đẹp luôn. Xin mời chị. Ngày hôm nay đã có chú Long Nhật với lại cô Đoan Trang thì chắc là cô chú sẽ tập trung nhiều vào chuyên môn là khả năng hát, giọng hát của các con. Còn cô Ốc thì chắc cô Ốc xin phép cho được để ý đến những khía cạnh khác, ví dụ như là sự tự tin của các con trên sân khấu. Dạ, biểu diễn đúng không chị? Đúng rồi. Có thể là thần thái của các con nè. Và tự tin ở đây không có nghĩa rằng là các con phải gồng lên và phải làm một cái gì đó nó quá khác với bản thân mình. Các con cứ thoải mái, tự nhiên đúng với lứa tuổi của mình, thì cô Ốc tin rằng là chúng ta sẽ có những tiết mục thật là dễ thương tại
cặp đôi vàng nhí, và chắc chắn đó cũng là những tiết mục rất là ấn tượng nữa. Chính xác, cảm ơn Dốc rất là nhiều. Em không dám bật mí đâu, để cho ba giám khảo từ từ khám phá, tại vì mỗi tiết mục sẽ là những sự đầu tư hoàn toàn khác nhau. Còn chị Đoan Trang thân mến, lý do gì hôm nay lựa chọn tạo dài hường quá vậy? Hôm nay thì với các con thì mình muốn màu hồng á, là nó mang lại một cái gì đó nó rất là ngọt ngào cho các con, để các con luôn thấy là các cô chú ngồi ở đây, nhưng mà là những người cô, người chú, người ba, người mẹ cũng được nữa, luôn luôn ở bên cạnh các con. Giống như là chú Long Nhật hồi nãy nói, các con đừng nghĩ là thi, đừng nghĩ là ban giám khảo hay gì hết, cứ thể hiện hết mình, đặt hết tình yêu của mình vào bài hát, thì chắc chắn tất cả khán giả đây sẽ vỗ tay cho các con rất là lớn. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Các bạn nhỏ thân mến, quý vị khán giả thân mến, đêm nay chúng ta sẽ không có loại trừ gì cả, và chúng tôi sẽ tổng kết những số điểm từ tập đầu tiên cho tới tập thứ 6, và chúng ta sẽ phải loại đi một cặp đôi có điểm số thấp nhất, phải dừng cuộc chơi và nhường cơ hội cho 5 cặp đôi điểm số cao hơn bước vào vòng thi tiếp theo. Và tối ngày hôm nay, với chủ đề Quê hương Việt Nam, xin mời ban giám khảo cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ bước vào không gian tưởng tượng của các bạn nhỏ về quê hương Việt Nam với tình yêu của mình như thế nào. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau chào đón cặp đôi Cát Viên và Phương Nhi với ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là, một sáng tác của Yến Lê. Xin mời. Nơi tôi sinh ra tự hào biết bao.
tôi là người Việt Nam. Dù đi Nam Châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Dùng đời chung Bắc Nam, Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi Nam Châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Wow, cảm ơn tụi con với phần mở màn có thể nói rất là nhiều sự tự hào ở trong trái tim của người Việt Nam của chúng ta. Trên sân khấu là bản đồ hình chữ S, là màu đỏ, là màu vàng và là giọng ca của tụi con. Xin mời cảm xúc của chị Ốc Thanh Vân trước ạ, bởi vì là em ngồi em quan sát là chị rất là xúc động và rưng rưng ạ. Xin mời chị. Tuyệt vời đúng không mọi người? Khi các con hát ở khoảng nửa bài, lúc đó cô quay sang nhìn cô Đoan Trang và hai chị em làm như vậy đó, tức là cảm giác giống nhau. Tại sao hai bé này lại làm tốt đến như vậy? Các con hát không chỉ hay mà nó đầy cảm xúc. Và ở trong cái giọng hát của con, nó chứa đầy sự tự hào, một cái sự hào sảng của những người trẻ, những người còn rất trẻ nhưng mà trong họ đã được hun đúc tình yêu quê hương đất nước, và nó thể hiện một cách vô cùng tự nhiên. Cái nội lực của các con nó được thể hiện một cách nó rất là nhẹ nhàng và khiêm tốn, làm cho người ta cảm thấy cứ được nâng dần cái cảm xúc của mình. Nó đẹp và nó duyên dáng vô cùng. Cô thấy bạn nào cũng giỏi hết, bạn nào cũng có duyên hết. Các con chính là đại diện cho những cô gái Việt Nam của chúng ta trong tà áo dài với mái tóc dài này. Và con có thể đi khắp Nam Châu để nói rằng tôi là người Việt Nam. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Chị Ốc ơi, các bạn nhỏ hát em nổi da gà, chị Ốc nhận xét em nổi da gà tiếp tục á. Tự nhiên cái sự tự hào trong mình nó trỗi dậy rất là mạnh mẽ luôn. Thôi tiếp nối cô gái thứ hai ngồi ở hàng ghế ban giám khảo, xin mời chị Đoan Trang. Cô xem tụi con tập này là tập thứ tư rồi, nhưng mà cô vẫn rất là khâm phục hai đứa, Cát Viên với lại Phương Nhi. Hai bé này là tách riêng ra là hai cuộc thi khác nhau. Cái điều mà cô vô cùng khâm phục hai đứa con là hai cái cá thể khác nhau. Mà vào trong đây, hai đứa con thông minh lắm. Thông minh ở chỗ là mình hiểu là mình vào trong đây là hai đứa là sẽ làm một, cho nên phải hòa nhập với nhau. Và thực sự tính tới giờ phút này, cô thấy hai đứa rất là thành công. Thành công ở chỗ, có những cái đoạn lúc đầu hai đứa bung lực nhẹ đều với nhau. Qua từ cái đoạn mà điệp khúc trở đi là phải đưa lên cao trào với cùng hợp với âm nhạc này kia, thì hai đứa con bung giọng ra để đẩy lên, và hai cái âm lượng đó ngang như nhau. Qua phân bè, tất cả mọi thứ đều rất đẹp. Cộng với cái hình ảnh của tụi con tạo hình ngày hôm nay quá đẹp. Đây là một tiết mục vô cùng thành công. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Chắc chắn là anh Long Nhật cũng cảm thấy rất là ấn tượng và bất ngờ đúng không anh? Không biết là ngay bây giờ anh muốn chia sẻ điều gì với hai con? Cái thứ nhất là chú Long Nhật thương mến chào hai con, Cát Viên vậy là Phương Nhi nhé. Hôm nay hai con đẹp lắm, đẹp, đẹp cả hình ảnh, cả âm nhạc và cả cái thần thái, cái tâm hồn người Việt Nam là rạng ngời. Hồi xưa chú đi học á, thì chắc là chị Đoan Trang còn nhớ cô dạo dày là phải là tròn rọ và trong, tròn vành rọ chữ vành rọ trong, thì tất cả những cái yếu tố đó cả con đạt được hết rồi. Tròn vành rõ chữ và trong, cả con hát rõ lời rõ mồn một như vậy á. Bởi vì cả con nói về tất cả mọi người, nói về thế giới nghe, tôi là người Việt Nam, Việt Nam tôi đẹp như thế, tôi yêu Việt Nam và đất nước của tôi, chúng tôi là như thế. Cả con hát rõ rõ từng lời thì mọi người mới hiểu cả con đang nói gì, cả con đem cái thông điệp tốt đẹp và tự hào như thế. Mà cuối cùng cái bản đồ chữ S là sự thật là cả ba người ngồi ở dưới này là cảm thấy là muốn khóc. Một điều nữa, chú nói một câu rằng là chú yêu Cát Viên về Phương Nhi. Quá tuyệt vời, xin cảm ơn ban giám khảo.
về nhớ coi lại trên YouTube nha, và chia sẻ với những người bạn của mình, bởi vì mình tự hào là người Việt Nam đó tụi con. Một tràng hỗ tay chúc mừng cho Phương Nhi và các viên. Quý vị thân mến, tiết mục đầu tiên của chúng ta được mở màn với hai giọng ca của hai bạn nhỏ rất là tuyệt vời. Và chắc chắn tiếp theo sẽ là một màu sắc hoàn toàn khác. Minh Sư xin được mời quý vị, chúng ta sẽ thay đổi không gian một tí xíu, đi lên một nơi nó lành lạnh, nó mát mẻ, và chắc chắn nó cũng có những vẻ đẹp về quê hương Việt Nam ở trong đó. Xin được giới thiệu tiếng hát của Tấn Bảo và Thái Hà.
Các con ơi, thiệt sự các con làm cho các cô chú ở đây, tất cả quý vị khán giả mơ tới Đà Lạt dễ sợ. À, có rất là nhiều những cái không gian đẹp chị Ốc hả? À, tự nhiên các em nhớ tới sữa đậu nành nóng, rồi củ khoai lang nướng ấy. Chị thì nhớ đến những khu vườn hoa rất là đẹp, và gió nhẹ nhẹ, xe xe. Hay mình ngồi bên Hồ Xuân Hương đi, xong kêu hai anh này đứng kế bên hát cho mình nghe. Là tan chảy. Trời ơi, tê tái. Tâm hồn. Sao chị Ốc? Mình tưởng tượng đủ rồi, bây giờ mình quay trở lại với thực tại đây nè. Hai chàng trai ngày hôm nay nhỏ xíu à, vậy mà có thuyết phục được chị hay không thông qua cái liên khúc này ạ? Có cảm giác là các con lớn hơn rất là nhiều so với tuổi của mình, bởi vì cái sự điềm tĩnh đó. Tính Bảo có vẻ dạo này con cao hơn ha. Chắc lần nữa mà gặp lại chắc con bằng chú Minh Xù luôn á. Có thể luôn á chị. Còn bữa nay Thái Hà cũng cao lên nè, nhờ cái tóc lên đường khúc luôn. Không phải chị ơi, bé biện minh dạ con mang giày độn. Không, cô vẫn thấy là con cao lên, còn nói về giày độn hả? Chú Minh Xù độn nhiều hơn con. Chị Ốc mình tiếp tục được không chị? Dạ vâng, mời chị ạ. Với bài hát thì cô Ốc cũng không có nhiều về nhận xét hay là góp ý, là bởi vì từ đó tới giờ thì Tấn Bảo vẫn là một giọng ca rất là mượt mà và truyền cảm. Còn Thái Hà thì lúc nào anh cũng như vậy hết, cái giọng ảnh giống như là đĩa vậy đó. Dạ. Bật đĩa vậy chứ không phải là hát live. Nhưng mà chỉ có là ngày hôm nay các cô chú để ý một chút về âm thanh hả chú Long Nhật ha? Tấn Bảo hôm nay con rất hay, và con hát rất là tốt luôn. Nhưng mà Thái Hà đó thì chú thấy là, tại vì chú biết con từ con hai đứa là đã từng đoạt quán quân về Á quân trong những cái cuộc thi khác, và chú theo dõi chú biết là cái lịch sử của hai đứa là lạy lưng lắm. Nhưng mà hôm nay dường như cả con hát chưa hết phong độ của mình. Em cũng cảm giác như vậy. Hát chưa hết phong độ của mình. Có thể là tụi con tới sớm rồi chờ đợi từ trước đến giờ rồi sửa soạn. Nhất là Thái Hà, con hát không đúng phong độ của con. Nếu như con được nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt hơn thì con sẽ hay hơn nhiều nữa. Nhưng mà dầu sao đây là một tiết mục mà làm cho chúng rất là xúc động. Cảm ơn hai con nhiều lắm ha. Dạ, cảm ơn Long Nhật. Chào chú Minh Sù bên giật chút xíu. Dạ, phải tưởng tượng Đà Lạt cho nó lạnh quá quéo. Giọng ca nó cũng quéo lại xíu nhẹ. Dạ. Cô Đăng Trang ơi, không biết là cô có chia sẻ điều gì ngay bây giờ không ạ? Xin mời cô. Cái bài Thương Về Miền Đất Lạnh á, là một cái bài mà coi như hồi nhỏ là cô Đăng Trang có được đi Đà Lạt với ba mẹ một lần lúc nhỏ xíu à. Sau đó rất là nhiều năm không được đi Đà Lạt, mãi tới khi mà đi hát là cái năm 2002-03 gì đó thì mới được làm cho một cái MV, thì làm cho cô cái bài Thương Về Miền Đất Lạnh, cho nên được quay trở lại Đà Lạt quay. Cho nên hồi nãy thấy tụi con hát bài đó cô thấy rất là xúc động, nhớ tới Đà Lạt, nhớ tới bài hát đầu tiên của mình vân vân. Với cái bài của tụi con á, thì cô thấy nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ thương. Nhưng cô chỉ nhắc Tấn Bảo á, con có một cái khuyết điểm nhỏ, cô mong là con sẽ sửa từ từ, chứ không thể nào sửa ngày một ngày hai được. Đó là cái phát âm của con, cái nhã chữ của con á, thoải mái cái hàm ra, còn con hơi bị nghiến vào bên trong á, thì như vậy rất là bị bất lợi cho những cái nốt cao. Mở đó con, mở ra. Ừ, mở mời chị Ốc ra. Dạ, có sự hùng biện ở đây ạ. Dạ, tại vì Tấn Bảo hồi đó là đội của cô Ốc với lại chú Dương Triệu Vũ mà. Cho nên là Tấn Bảo là một cậu bé đến từ Hà Nội. Tấn Bảo là người Bắc, mà con hát lại là dòng nhạc miền Nam. Miền Nam. Thành ra là đôi chỗ đó cô Đoan Trang sẽ hơi có một chút cái khuôn hàm và cái phát âm nó sẽ không có được mềm mại như người miền Nam, nhưng thực sự cũng là một sự cố gắng. Nhưng mà không sao, mình chỉnh từ từ con ha. Cái đó là cái cách hát của con. Thì cái cách hát đó, nhưng ngày hôm nay là tập thứ tư của cặp đôi Vàng Nhí, cô được gặp con thì cô mong là khi ngày hôm nay áo hồng. Cô nói thì cô mong là con nhớ, để từ tuần này trở đi có thể biết đâu con khắc phục được cái đó. Cái đó nó sẽ chỉ tốt cho con thôi, để khi con hát á, cái cách hát của con nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, con đỡ mệt hơn. Còn với Thái Hà thì có thể hôm nay con mệt hơn chút xíu thôi, nhưng với cô lúc nào giọng hát của con cũng như một cái tiếng chuông ngân hết á. Chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Lần này phải lên Đà Lạt cho nên hơi lạnh nhẹ đúng không? Cho nên là mọi thứ nó quéo lại nhẹ. Nhưng không sao cả tụi con thân mến. Có các cô chú ở đây sẽ giúp tụi con để ý nó chi tiết hơn, để mình có thể tập cho nó tốt hơn ở những vòng thi tiếp theo nhé. Và một lần nữa, một tràng hỗ tay xin được chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Chúc mừng tụi con. Quý vị thân mến, chủ đề quê hương Việt Nam của chúng ta tuần này thì mở đầu chương trình là một bản đồ hình chữ S rồi. Và chúng ta đã đến Đà Lạt rồi, bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ trở về Sài Gòn với một phong cách rất là sôi động, máu lửa của hai nhân vật nhí này. Giọng ca tràn đầy nỗ lực xin được giới thiệu Ngọc Nhi và Nhật Minh với liên khúc về Sài Gòn. Xin mời!
trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nói trên nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, người xe như nước trên đường phân qua màu, người xa thân mến câu chào nói xôn xao, nếp sống vui tươi nói trên nhau đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa, la 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 la, ôi đời đẹp quá, đẹp quá chan bao ý thơ, ôi đời đẹp quá, đẹp quá chan bao ý thơ. Chân trời xanh những cánh chim bồ câu đang bay về, lắng nghe hay lắng nghe bạn ơi, nhịp đập con tim thành phố nhắm mắt Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn đã đói dương sáng ơi, Sài Gòn bước xa, Sài Gòn vẫn đến tương lai rạng ngời, nhắm mắt Sài Gòn dấu yêu, mùa hoa vẫn đã tươi khắp trời. Sài Gòn vẫn đến tương lai sáng ngời, nhắm mãi Sài Gòn dấu yêu, mùa hoa vẫn đã tươi khắp trời, nào bạn thân ơi cùng nhau ta hát vang lên rao Sài Gòn. Mời cảm xúc của chú Long Nhật ngay bây giờ, xin mời chú. Kỳ câu đầu tiên á là chú muốn nói là chú rất là yêu Ngọc Nhi và Nhật Minh luôn. Là bởi vì này chú là người Huế mà chú rất yêu phương Nam, chú rất mê Sài Gòn nắng ấm, mà cái không khí, cái không gian âm nhạc của các con đem đến cho ngày hôm nay rất là Sài Gòn. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai con ở đó nè. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Mặc dù là rock nhưng mà hát rất rõ lời luôn. Chú yêu những cái ca sĩ mà hát rõ lời mồn một như vậy á. Chỉ có chút xíu thôi, Ngọc Nhi chút xíu thôi là khi mà hết cái điệp khúc để mà trở về Sài Gòn đẹp lắm của cái bài Sài Gòn của Ý Vân, chút xíu nữa đã trật nhịp. Mà cũng may là con rất là giỏi, con chụp lại được, là con rất là bản lĩnh. Và chú thích nhất là cái feel nó chỗ mà la 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 la, phá cách luôn chú. Phá cách chỗ đó rất là hay luôn. Và cái bài sau còn hay hơn bài đầu luôn nữa. Cái bài Rock Sài Gòn sau cả con hát tốt hơn, nội lực hơn, hào sảng hơn. Và chú nói rằng dàn dựng đẹp, bàn phối hoàn chỉnh, đây là một tiết mục hoàn hảo. Và chú nhắc lại một lần nữa là chú yêu hai con. Dạ cô Đoan Trang, mời cô, hồi nãy ước gì thật sự luôn cái bài Sài Gòn đẹp lắm là ba cô chú đi catwalk lên nữa thì còn gì bằng. Thật sự ba cô chú còn đang mất gọi là bắt xe từ Đà Lạt Sài Gòn chưa về kịp. Dạ, mời hai cô Trang bạn này á, một là bạn là con trai, bạn là con gái, mà hai cái độ tuổi khác nhau nhưng cùng một màu giọng, cùng một cái màu giọng. Hai đứa con cô thật cảm thấy giống như là hai cái cặp chị em mà không thể thiếu nhau. Giả sử mà sau chương trình này mà có thể đi diễn ở đâu hai chị em kết hợp với nhau, chắc là người ta sẽ thích tụi con lắm. Tại vì cái năng lượng của tụi con kinh khủng, cái chất giọng của tụi con, nội lực tất cả mọi thứ, hai đứa con nó có điểm nổi trội hơn so với các bạn ở cái nội lực trong giọng hát của tụi con. Đúng là khủng long con thiệt á. Cho nên cái đó là cái lợi thế của mình, các con luôn nhớ ha. Tuy nhiên á, bài ngày hôm nay á, thì để ý chút xíu là cái khúc cuối mình hơi tuột chút xíu. Cho nên đó, một cái bài học cho mình là gì? Là mình phải biết phân bổ cái năng lượng của mình cho đều trong cái bài hát.
không, nó mới đã. Còn lúc đầu mình rất là khu, mình rất là ồn ào, nhưng khúc cuối mình bị mệt rồi, thì cái đó là cô nghĩ là phải có thời gian thì các con mới có thể trải nghiệm hết được. Nhưng mà bây giờ cô nhìn thấy là cô phải nhắc các con liền, chứ còn ở lứa tuổi các con như vậy là cô phải nói là khâm phục. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô Trang. Thật sự tụi con phải quý những giây phút này, những cái sân chơi này tụi con mới được gặp các cô chú ở đây, mà các cô chú sẽ nói kỹ hơn cho tụi con, đúng không ạ? Còn cô Úc Thanh Vân thì sao ạ? Những điểm đáng khen thì chắc chắn là mọi người cũng đã tự nhận thấy rồi, bởi vì các con có một cái nội lực quá khủng. Nhìn các con diễn và nghe các con hát là mọi người ngồi ở dưới là sẽ cảm giác sao được vậy, hay vậy. Thật sự, tại vì cái giọng hát của các con nó truyền tải hết cái tinh thần của bài hát. Nhưng mà cô xin được tham lam một chút xíu thôi. Ở tiết mục này thì cô thấy rằng là Ngọc Nhi thoải mái hơn về cơ thể so với Nhật Minh. Tại vì cô biết Nhật Minh là một cậu bé, giọng con rất là khủng, nhưng mà nói chuyện thì lại rất là nhẹ nhàng. Và kiểu như giống như chưa được kích hoạt thì ảnh chưa có bung hết đâu. Phải chi mà con bung hơn nữa. Và hai chị em lan tỏa cái năng lượng mà nó ở cái mức độ nó bằng nhau. Nếu mà các con làm được điều này thêm một chút nữa thôi, thì ở dưới đây cô, chú cũng như là các khán giả sẽ không phải chỉ là ồ wow, các bạn hát nội lực quá, mà sẽ phải đứng lên để nhảy cùng các con, và thậm chí là cả những tiếng hú hết. Bởi vì do các con làm đã quá tốt rồi, nhưng chỉ thêm một chút xíu nữa thôi thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nên cô mong rằng lần sau nếu mà các con cùng hòa giọng với nhau ở một thể loại giống như thế này nữa, thì đừng ngại ngần, để cho cơ thể của mình thoải mái, phiêu hết mình luôn, và các con sẽ có một tiết mục tuyệt vời. Chúc mừng các con vì ngày hôm nay. Cảm ơn cô Úc Thanh Vân. Tham lam hợp lý, bởi vì giúp cho tụi con sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong những tập thi tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho Ngọc Nhi và Nhất Minh. Phải nói rằng là tất cả các cặp đôi của chúng ta trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng Nhí 2019, mỗi cặp là một màu sắc hoàn toàn khác nhau, nội lực hoàn toàn khác nhau. Và ngay bây giờ sẽ là một không gian rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, êm ái về nỗi nhớ gia đình của mình trong dịp đầu đông ở miền Bắc. Xin được mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết mục Về Với Đông với sự trình bày của cặp đôi Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Trên lòng đường nhà ai đốt sương nướng khoai thơm nức xa bên ngoài, gió sương ướt cây khóe mi đưa bước chân tôi đi về với đông. Em bé thơ ngủ yên trong cánh tay mẹ hiền, như phút giây đầu tiên không vấn vương muộn phiền. Mùa đông rét căng mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào, được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với đông. Mùa đông rét căng mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào. Về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa.
thôi ruộng đồng, nơi cuối sông nhà tôi vang tiếng chuông từng hồi. Tụi con thân mến, tụi con lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, già dặn dễ sợ luôn vậy đó, mà làm cho ba giám khảo ngồi phía dưới kia là cảm thấy là phải lắng nghe từng câu, từng lời, từng chữ tụi con hát ra. Rất là trưởng thành đúng không ạ? Cô Đoan Trang thân mến, cô thấy sao cô? Đây là Đức Vịnh với Quỳnh Anh mà cô mong chờ. Thật sự cô mong chờ. Tại vì cô luôn nói với tụi con là với dân ca thì nghe tới Đức Vịnh với Quỳnh Anh là mọi người phải nể phục. Bởi vì các con còn nhỏ mà các con có một cái dòng máu dân ca nó chảy trong cái con người mình. Tụi con am hiểu dân ca, tụi con hát hay dân ca, và tụi con đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn trong một cuộc thi khác. Và với cặp đôi vàng nhí, cô muốn nhìn thấy tụi con khác hơn. Khác hơn có nghĩa là không phải tụi con làm khác đi cái gì mình đã có, mà những gì mình đã có đó là cái điểm mạnh của mình, cái thế mạnh của mình, mình vẫn luôn giữ nó. Nhưng với một cuộc thi, mình có quyền, mình có cơ hội để mình thể hiện mình ở những cái dòng nhạc khác cũng được, ở những cái phong cách khác cũng được. Và làm sao mà làm tốt để cho người ta ngưỡng mộ mình, đó chính là sự thành công. Và ngày hôm nay cô thấy cô ngưỡng mộ hai đứa. Ngày hôm nay tại sao mà tụi con lấy được cái tình cảm của cô, bản thân cá nhân cô rất nhiều? Bởi vì thứ nhất là tụi con thể hiện một cái màu sắc âm nhạc khác, đó là một cái bản lĩnh rất lớn. Cái thứ hai, tụi con làm nó rất sâu. Tụi con không cần phải trưng trổ gì quá nhiều. Đoạn đầu hát rất đẹp, rất là đẹp, chuyên môn, kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều rất tử tế. Và một cái đoạn cao trào đẩy lên, tụi con làm đúng cái đoạn đó rất chính xác, rất tốt. Cô rất là mừng, cô rất là thích cái tiết mục này. Cảm ơn tụi con. Cái điều đáng quý ở đây là tụi con phát triển từng tuần. Cô Đoan Trang là ngồi từ đầu tới bây giờ, chắc chắn là cô Đoan Trang sẽ hiểu về giọng ca của tụi con nhiều nhất và cái hành trình tụi con trong chương trình này nhất. Cho nên là ngày hôm nay đã đúng không cô Trang? Vậy mời cô Ốc, để coi cô Ốc Thanh Vân có đã giống vậy hay không ạ. Xin mời cô. Cô không phải đã mà là cô rất rất đã. Vỗ tay cho sự đã của cô Ốc. Hồi nãy cô nghe cô Đoan Trang nói, cô rất là nhiều lần muốn dùng những cái từ khác để nói về các con. Tại vì cô Đoan Trang nhắc đi nhắc lại rằng rất giỏi, rất nội lực, rất khác. Và giờ tới cô cũng nói y chang luôn. Tại vì thật sự là không có những từ khác để nói về các con. Cô khẳng định một điều, nếu như không phải là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp, các con sẽ không thể hát được bài hát vừa rồi. Tại vì bài hát này nó quá đẹp và nó phiêu lãng như một giấc mơ. Giọng hát của mình vốn đã đẹp rồi, lại thêm sự tận tụy cố gắng của mình để thay đổi dòng nhạc của mình mà mọi người vẫn quá quen thuộc. Cộng thêm đó là cái cảm xúc của mình và cả sự rung cảm vốn có của những đứa trẻ đặc biệt và chỉ có ở những người nghệ sĩ. Cô nghĩ rằng tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại đã tạo nên một tiết mục. Nó vừa mong manh, nó vừa sương khói, nó vừa nhẹ tênh nhưng mà nó lại đủ đậm đặc và đủ sâu. Cô cảm ơn các con về tiết mục này. Cảm ơn. Bất lợi của cái chàng trai này là đang vỡ giọng đó chị Ốc. Nhưng mà thật sự cái bài này quá hợp với giọng của hai bạn luôn, cho nên là con không có để lộ ra cái việc đó và con làm rất là tốt. Không biết chú Long Nhật có cảm xúc như thế nào ngay bây giờ, xin mời chú. Trước hết là chú chào hai con Đức Vịnh với Quỳnh Anh. Mà chú nói luôn chú là khán giả của hai đứa đó. Wow. Chú yêu Đức Vịnh từ cái lúc mà đầu tiên mà chú bắt đầu lúc con nhỏ lắm, nhỏ xíu à, lúc con ở ngoài Bắc, mày vào Bắc Ninh à con hả? Con làm thì màu đó là chú đã yêu con lắm rồi đó. Mà con là một cái người nghệ sĩ biến hóa khôn lường, dường như dòng nhạc nào con vào một cách nó cũng ngọt như vậy á. Chú nghe con ca cải lương luôn rồi á. Còn Quỳnh Anh thì là người Đà Nẵng, là phe tôi rồi. Miền Trung là chú thương lắm. Nên là tại vì chú Lâm Nhật là người Huế. Và có một điều thế này nè, cái không gian của cái bài hát tối hôm nay cả con dành cho chương trình là Về Với Đông của Vũ Minh Tâm. Chú nghe nó nhiều cái cảm xúc, nhiều cái kỷ niệm nó ùa về. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Về kỹ thuật thanh nhạc là cô Đăng Trang đã nói rõ ràng rồi. Cả con có một cái luồng hơi, một cái cuộc hơi. Và cái phát âm nhạc chứ con, cả con cũng là người ngoài Bắc mà cả con hát. Còn con mở nhớ nha, là mở khẩu hình tròn vành rõ chữ. Và có một điều chú rất là yêu cả con nữa là cả con rất là khôn ngoan. Mà nhân đây chú cũng nhắc tất cả các thí sinh trong chương trình mình, những đoạn nào mà cao, những đoạn nào mà khó thì đừng di chuyển, đừng có đi, để lực hát cả đã. Qua những cái đoạn khó, những cái trường đoạn, những cái cao độ khó khăn đó cả đã, từ từ những cái đoạn mà dễ dễ thì hãy di chuyển. Và tụi con đã làm tốt điều đó.
hôm nay hai con tuyệt vời. Chết rồi, cặp nào cũng tuyệt vời như thế này thì làm khó ban giám khảo quá đúng không ạ? Thế nhưng dạ em vẫn còn hai cặp nữa, còn nặng ký không kém. Nhưng trước khi đó hãy dành một tràng hỗ tay ủng hộ và chúc mừng cho cặp đôi này, Quỳnh Anh và Đức Vĩnh. Wow, quý vị thân mến, có thể nói ngày hôm nay chúng ta được đi du lịch nhiều nơi quá đúng không ạ? Khắp mọi miền đất nước Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều những phong cảnh rất là đẹp. Và ngay bây giờ hãy cùng theo chân hai hướng dẫn viên du lịch Kim Jae Bin cùng với Cẩm Tú đi về miền Tây chơi với liên khúc Về Miền Tây và Anh Bà Khía. Xin mời! Rất là thật thà chất phác đúng không ạ? Rồi lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo nha. Chắc là mời chú Long Nhật trước nè. Một bức tranh về đồng quê rất là đẹp. Có một chút sự phân tâm thôi. Nhưng mà không sao, tại vì tụi con còn nhỏ mà đúng không? À, theo như chú biết là Kim là một nửa dòng máu là Hàn Quốc phải không con? Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Mà nội của con là Hàn Quốc, mà ngoài của con mới là Việt Nam. Mà con hát về quê ngoài con dễ thương quá, mộc mạc, chân thành. Và con còn một cái tình yêu rất là lớn đối với Việt Nam. Trước hết là chú phải cảm ơn con rồi đã nè. Cảm ơn chú. Một gương mặt của Kim rất là sáng, đẹp trai, sáng sủa. Cái người nghệ sĩ bước ra sân khấu mà sáng đẹp là chiếm được
cảm tình 50% này cả, em công nhận không? Bước ra sẵn bừng luôn. Và tới cái về miền Tây của Cẩm Tú, khi mà cái đoàn thuyền chèo ra và con ra con hát nhịp nhàng đấu đỏ ngon lành, và hai đứa bè bối cũng hết sảy luôn. Chỉ có một chút xíu phân tâm, Kim cũng bị phân tâm, là khi con ra con xúc động gọi mà con quên cái microphone, con quên cái micro trên tay đi. Con diện mà con hơi bị tại vì cái bám vào mic là quan trọng nhất, để cho nó rõ cái lời mình hát á, đôi khi bị uổng đi, bị đung đưa chứ hả? Bị cái mic nó chủ nhắc tất cả các thí sinh là phải nhớ bám micro thì cái âm thanh nó mới rõ ràng được. Cẩm Tú này, cái đoàn cuối mà khi mà con quên lời, con bỏ một hai chữ thì có Đoàn Trang này ra tiếp đi thì con nhìn xuống con thấy cả cô Ốc Thanh Vân và cô Đoàn Trang và chú Lâm Nhật rất là thương. Sự cổ đỏ ca sĩ chuyên nghiệp cũng gặp, chứ đừng mà nói từ là cả con. Nhưng cả con bỏ vất lờ qua, không quan tâm cái chuyện đó nữa. Cái chuyện đó nó đã quên một hai hai nhịp đó, một hai chữ đó, bỏ qua và hát tiếp. Và cả con đã làm được điều đó. Chú yêu cả con. Cảm ơn chú. Cô Đoàn Trang nè, dạ mời cô. Thấy thương thiệt á. Đúng như chú Long Nhật nói là có những lúc các cô chú còn quên lời nữa mà huống chi tụi con. Cái như cô là cái bài Tóc Hát, cô hát 1000 lần. Và có một lần cô hát trong trường đại học, vừa sợ coi như là nhạc mới đầu mở lên, nhạc intro á, cô không thể nào nhớ câu đầu tiên là cái gì. Cô hỏi cưng cưng chữ đầu là chữ gì. Là cái bạn sinh viên hát giùm cô rồi. Chữ đầu phân tâm là chuyện bình thường không? Dường như ai đó ngang qua lối về mình mới nhớ được cái câu kế. Mà người lớn mà quên á là quên trắng luôn con. Chứ không được dòng lại được như tụi con đâu. Coi như là lâu lâu nó xảy ra như vậy thôi. Cho nên cái đó là cái gọi là cô muốn chia sẻ, các cô chú muốn chia sẻ cho các con biết, để thấy là cái đó không phải là quá là nghiêm trọng. Tuy nhiên mình phải tập trung nha con, mình phải tập trung. Cái thứ hai nữa là mình hiểu điểm mạnh của mình là gì, điểm cộng của mình là gì, là cái sự duyên dáng của mình, cái sự khác biệt của mình. Hoặc là cái việc mà mình có thể có vũ đạo cũng là một cái điểm mạnh của mình, đúng không? Thì mình tập trung hơn những cái đó, tập trung hơn thì mình sẽ có cái khả năng mà thu hút được khán giả hơn. Cho nên cô chỉ mong là các con phải tự tin lên nha con, tự tin ở bản thân mình, nghe chưa? Nếu như mà mình chưa được thành công trong tiết mục này thì tiết mục sau mình sẽ cố gắng hơn. Vậy thôi, là tới một ngày mình sẽ đạt được cái thành công trong tay của mình nha. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang đã nhắc cái vụ này. Thôi bây giờ để gỡ điểm nè. Bây giờ đây cũng là dân múa dân nhảy nè. Bây giờ con nghĩ thử một cái đoạn nhảy nào đơn giản, con thử thách ba giám khảo phía dưới mà làm sao mà nhảy được như con với cái nhạc điệu của cái bài dân ca miền Tây như thế này nè, là ngon lành. Được không ạ? À? Ba giám khảo nhận thử thách này không ạ? À? Vỗ tay động viên ba giám khảo cho em chứ. Trước khi chị Ốc chia sẻ cảm xúc của mình nha, bây giờ mình lên sân khấu luôn, mình làm cái bài tập này cho bạn cộng điểm. Nếu mà làm điều này để cho các con cảm thấy thoải mái hơn, nhất là đối với Cẩm Tú, thì các cô chú sẵn lòng. Sẵn sàng. Yeah! Xin mời ba giám khảo lên sân khấu ạ. Rồi bây giờ là vũ đoàn bất đắc dĩ trên sân khấu rồi. Âm nhạc bắt đầu. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa manh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Rồi phiêu tự do hay đi về kia. Đó lên. Đi về xa đẹp hay là trời ơi chèo đò. Anh lấy đồ ơi cho em lên chị ơi. Chèo vậy có đi không cưng? Chèo vậy ghe nó có đi không? Đi xuyên. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn tụi con. Thôi sẵn trên sân khấu rồi nè chị Ốc. Cảm xúc luôn. Trời với ơi. Hai con nè. Nãy giờ bị chờ rồi. Đáng lý phải cho người ta nói từ bờ đường quá tới đây. Đâu ba đi chờ. Cho ta nói trước đi rồi nhảy. Không phải được. Nhiều khi lên đây cộng điểm anh. Để nói những điều hoa mỹ hơn cho các con nữa. Chị Ốc sao chị? Kim, là con ở Việt Nam hay con ở bên Hàn? Con ở Việt Nam ạ. Tại vì cô rất là thích cái cách con phát âm.
Tại cái giọng của con nó vẫn có một chút giọng nói của người Hàn. Mà khi con hát trong bài hát này nó đáng yêu kinh khủng luôn. Bài hát mà tụi con đã thể hiện thì cũng là những bài hát rất là quen thuộc. Ví dụ như Anh Ba Khía thì quá nhiều phiên bản rồi. Nhưng mà Anh Ba Khía mà phiên bản live Hàn Quốc. Yeah. Trời ơi nó dễ thương, dễ cưng. Và làm cho mọi người rất là nhớ. Nên là cô nghĩ rằng là một chút gì đó mà mình chưa tốt trong tiết mục này không là vấn đề gì cả. Và cô nghĩ rằng là các con đã có một tiết mục rất là đáng yêu ngày hôm nay. Chúc mừng các con. Cảm ơn Cẩm Tú với Kim Si Bin đã giúp cho tất cả chúng tôi về miền Tây thành công. Chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã có một cái hành trình đi khám phá rất là nhiều điều tuyệt vời đến từ đất nước Việt Nam. Với chủ đề này thì chắc chắn là chúng ta sẽ khép lại chương trình bằng một cặp đôi nữa. Cặp đôi này sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy những cái giai điệu được trình bày trong ca khúc này sẽ tự hào hơn về hai tiếng Việt Nam. Và một tràng hỗ tay cho Văn Minh và Ngọc Dầu. Bài hát ấy quá sâu tiếng ta. Bài hát ấy là con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc cùng chiều người ngân vang. Việt Nam ta phương từ ngày đầu vi bố thằng đó, mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào. Bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì, giờ ngày tháng con đeo màu khăn quàng đó tự hào giọng hát cất lên. Bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường đạp cảnh xa. Bài hát ấy vẫn trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con sướng sướng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta vững tuyệt vời tiếng liêng
khép lại chương trình của chúng ta với chủ đề quê hương Việt Nam. Có thể nói là tụi con đã chinh phục được tất cả quý vị khán giả ở đây, ban giám khảo phía dưới bằng lá cờ đỏ sao vàng rất là rực rỡ phía sau và giai điệu tự hào. Đây là sáng tác của Phạm Hồng Biển. Một tràng hô tay chúc mừng cho hai con. Và bây giờ chắc chắn rồi sẽ là sự nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục cuối cùng này. Xin được mời cô Ốc Thanh Vân ạ. Cô rất là tự hào về các con, tại vì cô cũng đã có một thời gian được đồng hành cùng các con rồi. Và càng tự hào hơn nữa khi thấy các con ngày hôm nay như thế này. Chú Minh Xù nói rất đúng, những người trẻ, những người rất trẻ và họ có thể làm được những điều thật là phi thường. Chỉ với một tập này thôi mà cô đã thấy các con tiến bộ một cách vượt bậc. Tư duy mới, con người mới, cách thể hiện mới, mọi thứ đều rất là mới mẻ với các con. Tại vì cô Ốc rất là thân thuộc với Ngọc Dầu và Văn Minh. Và thật sự là ngày hôm nay cô hơi chưa được quen lắm với hình ảnh này của các con. Dầu thì vẫn như vậy nhưng mà con cao hơn. Còn Văn Minh bây giờ con giống như một chàng thanh niên mà kiểu nó chưa có bung hết á. Yeah. Nó bị nén lại á. Nhưng mà cái gương mặt của ảnh á thì nó đã khác rất là nhiều so với cậu bé Văn Minh hồi trước mà cô Ốc biết rồi. Nhìn con đàn ông rất là thanh niên và rất là Việt Nam. Cách mà những người thanh niên Việt Nam bây giờ họ cống hiến cho đất nước, họ nói cho mọi người ở khắp thế giới rằng là tôi đến từ đất nước mà lá cờ của tôi là cờ đỏ sao vàng đó. Cô rất là thích bài hát này. Từ trước tới giờ là cô đã dành một tình cảm rất là đặc biệt cho bài hát này rồi. Nhưng ngày hôm nay cái phiên bản mà các con thể hiện thực sự rất là ấn tượng. Nhất là cái đoạn cuối, một cái bản phối mới, một cái đoạn lắng xuống và thấy rất là rõ chất giọng của các con, tình cảm các con truyền tải trong bài hát này. Và cô đặc biệt là ở Văn Minh thì cô thấy rằng là con luôn có một cái lực rất là khỏe trong giọng hát của mình. Còn Ngọc Dầu thì nếu mà mọi người để ý sẽ thấy Ngọc Dầu là một cô bé có một cái chất giọng, nó có một cái độ gọi là tạm gọi nó là một cái độ nức nở tự nhiên. Nhưng mà con biết kiểm soát nó, cho nên nó đôi khi mình nghe những cái tiếng nức nhẹ trong cái giọng hát của con, nhưng cô biết đó là ý đồ của con. Và cá nhân cô thì cô thích cách xử lý như vậy. Và đến đoạn cuối thì các con đã làm cho mọi người phải vỗ tay theo các con, bởi vì một cái bản phối rất là sôi động, rất là trẻ trung và đúng là một giai điệu tự hào. Chúc mừng Văn Minh và Ngọc Dầu. Dạ con cảm ơn cô. Trời ơi trả lời. Dạ con cảm ơn ạ. Sao giờ là em bé rồi? Hồi nãy thấy thanh niên trưởng thành lắm mà. Trời ơi, đó mới thấy là các con đã hóa thân rất là tuyệt vời thông qua những cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Bài giai điệu tự hào là một tác phẩm rất là hay của chú Phạm Hồng Biển. Và ca khúc này cô Đoan Trang cũng có cơ hội hát rồi. Cô rất là thích. Với hai đứa con thì vẫn như cũ, vẫn từ các tập trước, vẫn là một cái tinh thần rất là văn minh trong cách chọn bài, trong cách hát và trong cách thể hiện của hai đứa. Ở Ngọc Dầu thì lúc nào cô cũng nhìn thấy ở một cái sự tích cực trong nụ cười của con. Cô rất là thích điều đó, hãy luôn luôn giữ điều đó nha con. Còn với Văn Minh cũng vậy, con rất là từ tốn nhưng mà con thể hiện được hết tất cả những gì mà cô tin là chú Hồng Biển cũng như chú Phú Luân đã dành cho hai đứa con trong tiết mục này. Và cái cô thích ở hai đứa con đó là cái tiết mục này á, nó có rất là nhiều đoạn đổi tông, đổi liên tục. Điều đó chứng tỏ là cái thẩm âm của tụi con, cái độ tai nghe của tụi con về hợp âm á, rất là chuẩn xác. Cho nên tụi con lên xuống, tụi con thay đổi từ giọng nam qua giọng nữ, hợp âm này qua hợp âm kia, mà thay đổi hợp âm á, qua một cái tông khác á, thì Văn Minh là người phải thay đổi, còn với Ngọc Dầu thì con phải bám theo bằng cái bè. Cho nên cô rất là thích hai cái đứa này ở cái sự thông minh của tụi con trong cái cách tụi con xử lý. Chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô. Mỗi lần mà con cảm ơn là chú Minh Sùng muốn xỉu luôn. Rồi chú cảm ơn con. Dạ mời anh Long Nhật ạ. Trước hết đó là chú yêu hai cái nụ cười này lắm. Cả con cười mà đôi mắt cười theo như vậy. Và cả hai con có một cái điều rất đáng quý luôn trong thanh nhạc. Mà lúc mà khi tụi con vừa hát mà cả là chú quay qua nhìn lại vì cô Đoan Trang về cô Ốc rồi. Hay quá em ơi. Cái đó là cái voi rất là cần thiết của người ca sĩ. Chú ôm hai đứa cái đã nè. Yeah. Chú Long Nhật là chú yêu cả thế giới. Thật sự chú yêu tất cả mọi người. Cái thứ nhất là nó hạt hay cái dòng. Lúc anh nhìn qua Đoan Trang anh nói em ơi hay quá. Là vì Ngọc Dầu nó có cái voi, nó có cái thánh quang sốt, rền, nậy và tròn vành rõ chữ. Còn Văn Minh thì là nó ấm, nó dày,
nó dày mà nó ấm mà hai đứa bổ trợ cho nhau, mà cái những cái đoàn mà truyền tông đó, truyền tông rồi một đứa ca đứa bè rồi theo mà đuổi nhau như vậy, nó đã gì đâu, một cái bảng phối hoàn chỉnh và tụi con bám theo Hòa Thanh một cách chắc chắn như vậy. Tụi con chứ không nói gì nhiều, cô Đoan Trang và cô Ốc đã nói rồi, tụi con sẽ trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp. Quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn chú. Và với cái tác phẩm mà tự hào Việt Nam như thế này này, là phải nói rằng là có một cái câu nói ngày xưa mà mình đi học mà thầy cô hay nói đó, tuổi thơ hôm nay là thế giới ngày mai. Cảm ơn cả con. Dạ con cảm ơn ạ. Thực sự phải nói là các con á, khi mà không có hát trên sân khấu những cái tiết mục đang dự thi nữa thì ở phía dưới là trẻ thơ liền, rất là tinh nghịch, nói chuyện rất là nhiều năng lượng, giàu năng lượng tích cực. Nhưng mà tụi con phải nói là giúp cho các cô chú cũng học được rất nhiều từ tụi con. Phải luôn luôn giữ mình trẻ trung, lạc quan, tích cực, yêu đời như vậy, mặc dù ngoài kia đang còn rất nhiều cái khó khăn, thử thách dành cho bản thân chúng ta, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn giai điệu tự hào của Văn Minh và Ngọc Dầu. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại 6 tiết mục của 6 cặp đôi vàng nhí 2019 tuần này ở đây. Và hãy dành cho ban giám khảo của chúng tôi ít phút để thảo luận xem mà chúng tôi sẽ tìm ra được những điểm số thật là ấn tượng dành cho 6 cặp đôi. Và đặc biệt, giải thưởng tiết mục ấn tượng nhất tuần sẽ thuộc về ai, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí năm 2019. Và ngay bây giờ sẽ là giây phút rất là quan trọng và hồi hộp dành cho 6 cặp đôi rất là tuyệt vời trong chủ đề quê hương Việt Nam tuần này. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ lại 6 cặp thí sinh rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Xin mời. Ngay bây giờ đứng trên sân khấu mới thấy là tụi con đã giúp cho chủ đề tuần này của chúng ta rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Và chắc chắn tụi con sẽ xứng đáng nhận được những số điểm phù hợp dành cho từng cặp đôi. Dù số điểm có cao hay số điểm vẫn chưa bằng bạn bằng bè thì chúng ta vẫn phải nắm chặt tay nhau, nhìn thẳng về phía trước, tương lai đã rộng mở, cười tươi lên. Và ban giám khảo cũng rất là đau đầu để có thể có những số điểm dành cho 6 cặp đôi tuần này. Trước tiên thì chú Minh Sù xin được thông báo với tụi con, tuần này chúng ta sẽ không có loại trừ gì cả, chúng ta chỉ nhận điểm số mà thôi. Và lưu ý, một cặp đôi điểm số cao nhất tuần này chưa chắc gì là tiết mục ấn tượng nhất tuần được sự lựa chọn đến từ ban giám khảo. Và cho nên là tụi con cứ thoải mái nha, nhận số điểm đầu tiên. Rồi, ai nghĩ mình điểm số cao nhất giơ tay. Khỏi công bố luôn nè. Ai? Cặp nào tự tin nhất tuần này? Giơ tay coi. Well, rồi thôi không đợi mọi người chờ lâu. Chú Minh Sù xin được công bố điểm số cao nhất của tuần này. Đúng thật là điểm số rất cao, 29,5 điểm. Gần như là tuyệt đối dành cho tiết mục song ca của hai bạn nhỏ. Là một nam và một nữ. Ây chà, khó nha. Và tiết mục này nhận được một cơn mưa lời khen đến từ ban giám khảo, có rất là nhiều sự xúc động với tiết mục Về Với Đồng. Chúc mừng Đức Vĩnh và Quyên Anh. Về nhì của tuần này với điểm số là 29 điểm là một cặp đôi mặc đồ rất nổi. Ai mặc đồ chìm thì tự dìm mình về sau. Chú là chìm nhất luôn. Hả? Chú biết thân biết phận cho nên chú công bố luôn. Tiết mục nhận được tổng số điểm là 29 về nhì tuần này. Và Nhật Minh, 27,75 điểm về thứ năm tuần này. Xin được chúc mừng cho cặp đôi rất là đáng yêu như cái que kẹo vậy đó. Xin được chúc mừng Tấn Bảo và Thái Hà. Và chắc chắn điểm số về thứ 6 tuần này 27,5 điểm, xin được chúc mừng cho Kim Chi Minh và Cẩm Tú. Cảm ơn 6 tiết mục đến từ 6 cặp đôi, tụi con đã làm rất là tốt ngày hôm nay. Thế nhưng điểm số chưa quan trọng lắm đâu, quan trọng là các con phải lắng nghe thật kỹ những đóng góp ý kiến của ban giám khảo tuần này để khắc phục nhiều hơn trong tương lai tụi con nhé.
hứa là sẽ làm tốt ở tuần sau nha. Còn bây giờ, giây phút lựa chọn ra tiết mục ấn tượng nhất tuần đến từ ban giám khảo. Dạ, xin mời ạ. Tuần này cô và các cô chú ở đây rất là vui mừng bởi vì các con rất là tiến bộ. Cái đó là một trong những điểm cần thiết nhất mà các con học hỏi được, có được từ những cuộc thi. Và qua mỗi tuần thì mình phải học được cái điều gì. Tuần này thì cô mong các con là luôn luôn phải nhớ là lên sân khấu tự tin, nhớ bài. Mình phải tập trung nha con, để mình diễn, mình mang lại cái hiệu quả tốt nhất ha. Và không phải cặp đôi nào cao điểm nhất thì cũng sẽ đạt được cái danh hiệu là cặp đôi ấn tượng nhất. Có nghĩa là có những cặp đôi có thể đạt điểm rất là cao, nhưng mà những cặp đôi khác mang lại cái sự đáng yêu, cái sự dễ thương, hay là cái điều gì đó nó thu hút được ban giám khảo hoặc là khán giả, không chỉ số điểm không ha. Riêng tuần này có một điều rất là đặc biệt ở chỗ là cặp đôi đạt được cái danh hiệu là cặp đôi ấn tượng nhất. Cũng chính là cặp đôi đạt được điểm cao nhất. Xin được chúc mừng Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Wow! Với sự cố gắng vượt trội của các con, mang lại một cái bài hát hoàn toàn là màu sắc mới của các con. Rất tốt. Xin được mời ban giám khảo lên sân khấu để trao thưởng cho cặp đôi Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Và các cặp đôi còn lại, tụi con cũng rất là xứng đáng nhận được cái giải thưởng này nếu như tụi con cố gắng nhiều hơn trong những tuần thi tiếp theo tụi con nhé. Yeah.